Hello, xin chào mọi người nha. Hôm nay mình bị biến thành một con quái vật đây này. Con hút ghi, mọi người nhìn thấy không? Đấy, hút ghi này. Thì nó giống như cái lần mà mình giống cái game con rết đấy mọi người, là mình sẽ phải tìm cái chìa khóa, không phải là mình mà là những cái người ấy, người chơi đây này. Đó, người ta sẽ phải tìm những cái chìa khóa, người hiểu không? Như kiểu những cái đồ vật đây này, người ta sẽ phải mở cửa ra, còn mình sẽ là người đi tìm. Ok, mình sẽ đi tìm nhé. Lúc ghi khá là ghê đấy mọi người ạ, không nhảy được, mình chỉ đi bộ thôi. Cho mọi người xem cái mặt của nó nhé. Nó cứ vẫy tay như thế, đi chậm quá mọi người ạ. Có ai đây không nhỉ? Không có mọi người ơi. Cái con Hoki đấy nha, nó cứ chạm vào người là sẽ bị sao ta, bị chết ý. Chạm vào một người bình thường là người đấy sẽ bị mất mạng đi. Giờ mình sẽ đi bắt bắt những cái người đấy nhá. Đây là mọi người. Xem nào, đặt một cái bẫy ra đây, còn 9 cái bẫy. Để rồi, chạy đi. Đó, thế là được mọi người ạ. Rồi, đi lùa nha, lùa lùa. Cảm giác cứ chạm vào mình là chết. Mình không vào được đây á. Đặt một cái bẫy ở đây đi. Chưa không vào được, mọi người nó bé quá. Đây rồi, đây rồi. Cực kỳ. Nhưng mà không vào được. Trời ơi. Đây 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 đây, ông này ông trốn đâu ấy. Ôi giời ơi, trốn đi ai chả nhìn được. Ôi giời, với ông này chơi gà quá. Kinh quá, mình to ấy. Để xem nào, có ai trốn đâu không. Hello. Không có ai ở đây mọi người ơi. Chết rồi. Nhưng mà là... Ô. Rồi sao mà ra ngoài? Có đường nào để vào không mọi người nhá? To này sao mà mình vào được ta? Không ngồi được. Không ngồi xuống được mọi người ạ. To đúng này. Ok, thế thì thôi, mình sẽ đi tìm cái hướng khác. Đây rồi. Đây rồi. Đây rồi. Đi đâu? Úi giời ơi. Đặt một cái bẫy ở đây đi. Chìa khóa đây này, mình đi tìm. Có cái đường mật thất nào không? Không có mọi người ạ. Cái chìa khóa này chắc chắn là mình không nhặt được rồi. Tại vì cái người chơi kia người ta mới nhặt được. Mình là cái người truy bắt không cho người ta thắng mọi người ạ. Hello. Đây rồi, đây rồi. Úi giời ơi. Ông lấy cái gì đấy? Ông lấy chìa khóa. Chìa khóa còn nguyên gì đấy? Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Nhìn thấy đối tượng mọi người. Đây. Gì đấy? Làm gì đấy? Chạy nhanh lên. Úi giời ơi, cứ tưởng nằm dưới nó không nhìn được á. Mơ đi. Đâu rồi? Mọi người hiểu không? Hình như ở đây nó có một cái lỗ chui vào đây này, đang chui vào đây này mọi người. Đấy. À khoan khoan. Đặt một cái bẫy ở đây. Đúng không? Đặt một cái bẫy ở đây. Đấy. Đi tìm, đi tìm. Hello. Có ai không nhỉ? Sao vắng vẻ vậy ta? Chắc là mọi người là sợ bị mình nhìn thấy lắm đấy này, mọi người nhìn thấy không? Cái tên này này. Kiểu người ta nằm ở trong này ấy, mình làm sao mình lấy ra được? Hello. Đi tìm một người khác mọi người nhé. À đây, khoan. Mình cứ đặt cái bẫy ở đây đi.
còn 6 cái cơ mà đúng không? Control này thì 7 ở đây thì ai ra giảm vào 2 cái cho nó chắc nhá. Ơ, mà tèo rồi, xong 2 cái để mình đi tìm những cái người khác. Những người bị giết đấy mình không muốn đâu, nhưng mà mình phải làm. Không chui đấy được mọi người ạ, không nhìn vào trong được nhỉ. Mấy người đấy cứ trốn trốn này mình không biết làm thế nào đấy. Hoki ta là Hoki, ai làm Hoki? Ra đây, ra đây, ta không ra mọi người ơi, mình không biết làm thế nào. Để mình sẽ đi tìm, đây là mọi người thấy không? You, you, mấy người trốn kỹ quá, không bắt được mọi người ơi. Đây rồi, ha ha ha. Chạy đi, lấy chìa khóa. Chưa đây mọi người lên. Đâu rồi? Bắt được một gã chắc rồi, chút qua đây. Ui. No, no. No. Để em lùa cái người này, giả vờ đi nhá, giả vờ đi mất. Không bắt được người này mọi người ơi. Ui, không lừa được, lừa được rồi, nhưng mà người ta không bắt được. À đây 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 đây, người kia có vẻ, người này có vẻ. Bắt đi. Không bắt được à? Mọi người ơi, sao không bắt được người này? Chuyện gì xảy ra ấy nhỉ? Lỗi game à? Ủa, người ta cứ chạy vòng quanh này, mình không bắt được. Ồ. Khó chịu nhờ. Đây là có hai người mọi người. Ui, trốn mất rồi. Mấy ông này trốn đâu hết rồi nhỉ? Còn nhiều lắm ấy mọi người. Làm con quái vật này khổ thật. Đều đều. Cái ống này cứ chui vào cái ống này làm sao mà mình bắt được. Ý à, nhìn thấy rồi nhưng mà khó bắt quá. Sao nãy mình không bắt được người kia nhỉ? Mọi người. Ui ôi, trèo lên đây. Chết rồi, cắm được cái ổ khóa rồi. Chết đi nào. Mình trèo lên cả trên này này. Cũng vào được trong mọi người ơi. Ôi, sao khó bắt thế nhở? Mình tưởng cần đi chạm mà là bắt được mà ta. Cần gì phải làm gì có cái nút gì để bắt đâu. Không bắt được này. Ôi trời ơi. Mình vừa cười quá lại ho mất rồi.
Làm sao bắt được? Ngõ cụt rồi đấy. Đấy mọi người không bắt được này. Lỗi game rồi. Có chịu ấy nhỉ? Nãy một người kia đứng ở đây này, chỗ này là mình đã không bắt được rồi rồi còn người này nữa. Lỗi rồi mọi người ạ, lỗi rồi. Tí nữa mình sẽ trong vai người ấy nhá. Người à, đây người đi lấy cái khóa đi. Bắt được cái người đâu mình chả biết làm nào này. Đây này. Ok, thì thôi mình sẽ đi tìm những người khác. Úi trời ơi, trốn lại đang bình thường đường trốn lại thì đường trốn lại. Không vào đây được mọi người ạ. Khó chịu. Bắt cũng không bắt được. Chả hiểu kiểu gì đấy thầy. Trời tối đấy. Bọn này nó cứ đùa mình mọi người ơi, nó không biết, nó biết nó không chết, nó cứ đùa mình này đấy. Lại đây bé cưng. Lại đi với ta. Đấy mọi người ơi. Rồi sao bắt? Nãy mình chỉ cần đi vào thôi được mà. Đây này. Đấy mình có chạy qua nhau này, mình bước qua đời nhau này. Xàm thế nhở? Chả hiểu kiểu gì luôn ý. Hết giờ rồi mà, giờ sao ta? Mình sẽ lại nhá. Mình trong vai một cái người. Đây là mình này. Người cùng này. Người nãy này này. Ít tới đi. Này mình sẽ làm gì? Trong vai gì đây? Mọi người đợi xíu nhé. Tractor này. Cho vài người chơi đi cho mọi người xem nhé. Vài người chơi. Skip skip. Đây, cái gương mặt khóc lóc. Người này là gì đây? Phải có cái ấy đi lấy. Ô ngoài này là một chỗ chạy ra được không ta? Không ra được mọi người ạ. Mình vẫn ra ngoài rồi, mình sẽ đi tìm cái gì. Control này, lạ tay quá, là tay bỏ tay ra khỏi bàn phím là bị lạ tay mọi người. Không, chưa ra ngoài được này à, phải đợi thời gian, đợi thời gian. Soon, mấy người chơi cùng mình này. DT này, mọi người nhớ cái người nãy không? DTDC này. Nãy mình vừa gặp xong đấy. Ô, lần này ai thấy trong vai là cái người ấy nhỉ? Đây. 11 phút tiếp tục. Giờ mình sẽ phải đi tìm kiếm này. Chìa khóa xanh trong tay mình. Ở đây không có cái gì mọi người ơi. Sẽ để ra đường này, có ra được không? Có ra ngoài được á? À, chỉ ra được đến đây thôi mọi người ạ. Ô, quái vật nó mở rồi, mở cửa rồi. Con quái vật đâu nhỉ? Mọi người cho mình hỏi là con quái vật nó nằm ở đâu nhỉ? Mình cứ đi theo đồng đội đi. Có cái gì ở đây không? Không nhặt được cái gì mọi người ơi. Húc ghi nằm đâu ta? À mình phải tập luyện, mình phải tập luyện. Tập luyện chui vào đây xem nào, nó có cái gì trong này. Ôi giờ đây là đường hầm thôi mọi người. Ôi góc nhìn này khó nhìn quá. À để mình tham khảo cho mọi người xem nhé. Từ từ đã, để mình xem đã.
nghiên cứu cái này đó. Đây là cái đường này, đây là cái hầm này. À đây đây đây, người thấy nó chưa, người thấy nó chưa, đấy đây là chui vào nhá. Điêu thế, mình đã chui vào trong rồi cơ mà ta. Ôi rồi ôi. Để mình xem thử cùng qua những cái người này mọi người nhé. À cũng phát rồi. Nói chung là một trải nghiệm khá là hay nếu mọi người có bạn bè ấy, thì mình sẽ chơi được vui hơn truy bắt nhau ấy, xong mà giống gần giống như một cái chú tìm ấy. Đấy, khá là hay. Chơi mình thì cũng khá là buồn đấy. Này đây nhá, bye bye, hẹn gặp lại mọi người.